Rồi em Khang xin chào mấy anh chị em mình nha. Hôm nay em Khang đang có mặt tại xe máy Hành Tâm 3. Thì hôm nay em Khang sẽ báo giá những dòng xe đang hot hit nhất tại xe máy Hành Tâm cho anh chị em mình cùng tham khảo nha. Anh chị em mình cứ theo chân em Khang nha. Có rất là nhiều mẫu mã xe để cho anh chị em mình cùng tham khảo luôn mấy anh chị. Đầu tiên là những mẫu SH trước đi mấy anh chị em mình ơi. Em Khang sẽ báo giá những mẫu SH mẫu cũ trước nha. Mẫu SH mẫu cũ hiện tại á, nếu mà hôm nay mà giá thì nếu mà trên 125 CBS không mấy anh chị là giá tầm khoảng 60 mấy triệu là anh chị em mình đã có xe nha. SH bây giờ chỉ sẽ cần 60 mấy triệu và đặc biệt là hỗ trợ trả góp trả trước cho em Khang tầm khoảng 10 mấy triệu thôi là mình đã lên hồ sơ rồi. Đối với những mẫu SH 125 mà của mẫu mới cũng vậy luôn nha mấy chị. Mẫu mới thì nó chỉ khoảng nhỉnh hơn 70 một xíu thôi. Nó tầm khoảng 70 71 triệu lỗ đại là anh chị em mình có xe rồi. Nếu mà hỗ trợ trả góp thì trả trước khoảng 20 triệu. Còn những dòng 150 nè, 160 em Khang có đủ luôn. Anh chị em mình có quan tâm thì mình cứ nhanh tay liên hệ với số điện thoại em Khang ở đây phần bên góc nha. Để em Khang hỗ trợ cho anh chị em mình ha. Rồi đi sâu vô đây xíu nha mấy chị. Rồi đi sâu vô đây thì ở đây em Khang đang có những mẫu là cũng rất là hot ha. Ở đây thì có một em Grande nè, 2022 xe đi siêu lướt ha. Em này giấy phố sẵn về anh chị em mình đóng thuế rất là rẻ nè. Em này 43 triệu thôi, hỗ trợ trả góp trả trước với em Khang 8 triệu nha. Những mẫu Vespa bên em Khang đang bán chỉ từ 64 cho đến 67 triệu hỗ trợ trả góp nè. Trả trước với em Khang từ 9 cho đến 13 triệu là mình đã lên hồ sơ được rồi nha. Đây em Khang có thêm những mẫu Vario 160. Đây ha, Vario 160 phiên bản Việt Nam nha mấy chị, 2022 luôn, 49 triệu hỗ trợ góp trả trước cho em Khang từ 9 cho đến 14 triệu ha. Còn những mẫu Vario 125 đang hot, rất là hot luôn nha mấy chị. Mấy mẫu này mấy nay mấy anh chị em mình khách rất là kiếm rất là nhiều luôn ha. Đây em Khang cho anh chị em mình quay sơ khảo cho mấy anh chị em mình coi nè. Một con xe bên cửa hàng bên em Khang ha, quá là đẹp mấy chị. Đây ha, 29 mà tới giờ còn rất là đẹp, áo còn rất là mới em này ha. Vario 125 anh em Khang hiện tại giá chỉ từ 37 cho đến 39 triệu hỗ trợ cho góp trả trước với em Khang từ 2 cho đến 7 triệu là mình lên hồ sơ được rồi nha. Tiếp theo là những mẫu SH Mo nha mấy chị. Mẫu SH Mo em Khang đang có phiên bản là xám xi măng luôn. Em này hiện tại em Khang đang bán 62 triệu giấy phố Cần Thơ về anh chị em mình đóng thuế rất là rẻ nha. Hỗ trợ góp thì trả trước từ 7 cho đến 12 triệu mình lên hồ sơ được rồi. Theo cho em Khang tiếp là những mẫu xe mới ha. Xe mới hiện tại là có Scoopy đây nha. Thì copy hiện tại phiên bản mà trắng nhám quá smart cây phiên bản nhập khẩu Indo này luôn là giá hôm nay chỉ có khoảng 43 triệu thôi. Ở 42 43 triệu là chị em mình đã sở hữu một em Scoopy nhỏ nhắn ha, trả góp trả trước khoảng 7 triệu mình lên hồ sơ rồi nha. Đây thì là tiếp tục là Vigo 125 nhưng mà phiên bản là xe mới 100% nhập khẩu Indo luôn đây ha. Phiên bản này thì 47 năm hỗ trợ trả góp trả trước 7 triệu 500 cho đến 12 triệu là anh chị em mình đã lên hồ sơ được rồi. Những dòng xe nhập khẩu này em Khang có bảo hành cho mình đầy đủ hết trơn nha. Đây là những mẫu Clio Thái nè, tiếp theo là những mẫu Clio Thái ha. Đây là Clio Thái 125 đời 2021, em này đang bán là 65 triệu, ở 65 triệu nha mấy anh chị. Màu đen bóng, nếu mà hỗ trợ góp á, thì trả trước với ngân hàng tầm khoảng 10 triệu đến 15 triệu là mình lên hồ sơ được rồi. Đây, thêm một em Vigo 125 nữa, đó, đây nha mấy anh chị. Vigo 125 hồi nãy em có bán, có báo giá và dao động cho anh chị em mình rồi ha. Đây có thêm một màu. Rồi, tiếp theo là những mẫu Vigo 150, đây ha. Vigo 150 sử dụng khóa smart key màu trắng đen, hiện tại là màu trắng đen bên em Khang cực kỳ là hot luôn. Giá bán từ 46 cho đến 49 triệu hỗ trợ góp thì trả trước với em Khang là từ khoảng 6 cho đến 13 triệu nha mấy chị. Rồi tiếp theo là một em Clio Thái 125 đời 2015 luôn nha mấy chị. Em này hiện tại á, xe cực kỳ là cộp luôn. Đó, dàn áo màu trắng ánh tím rất là đẹp ha. Em này hiện tại em Khang đang bán 62 triệu hỗ trợ trả góp trả trước với em Khang 7 cho đến 12 triệu nha. Rồi những mẫu Vision mẫu cũ như thế này nè mấy chị, sử dụng khóa smart key ha, giá hôm nay chỉ từ 26 cho đến 28 triệu thôi, hỗ trợ góp là không mà trả trước luôn nha. Tiếp theo là em có những mẫu Janos 125 dành cho mấy chị nữ mình ha, hôm nay giá chỉ từ khoảng 24 triệu là anh chị mình đã có xe rồi, cũng là không mà trả trước luôn nha mấy chị. Đây ha, Janos hiện tại em Khang còn hai xe nha. Thì tiếp theo là những mẫu AB 125 đời 2022 mẫu mới như thế này nha mấy chị, hiện tại em Khang đang bán chỉ từ 37 cho đến 38 triệu thôi, hỗ trợ trả góp thì trả trước em Khang từ 2 cho đến 8 triệu nha. Đây em Khang cũng có màu đen nhám nè và được khách cọc rồi nha mấy chị, khách mới chốt cọc ha. Mẫu cũ nha mấy chị, mẫu cũ thì giá từ khoảng 28 29 triệu thôi, hỗ trợ trả góp là không mà trả trước. Tiếp theo là những mẫu Edge đi mấy chị, Edge ha. Exciter thì hiện tại em Khang đang có mẫu cũ đèn halogen luôn nè, giá chỉ từ 25 26 triệu thôi nha. Đây nha mấy chị. Còn mà anh chị em mình thích đèn led thì em Khang có đèn led luôn. Đây nha, đèn led đen nhám, đỏ nhám chứ mấy anh chị, đỏ nhám hiện này hiện tại chỉ từ 30 đến 33 triệu thôi. Hỗ trợ trả góp thì chỉ không cần trả trước cũng được và chỉ cần nếu mà trả trước thì trả trước khoảng 3 triệu là anh chị em mình đã lên hồ sơ được rồi. Phía dưới này thì em sẽ báo giá những mẫu Winner X nè với những mẫu Edge cho anh chị em nha, Edge 105 nha mấy anh chị. Winner X hiện tại em Khang đang bán đối với phanh thường mấy anh chị, đây là những mẫu Winner V3 nha. Phanh thường thì hiện tại giá chỉ từ khoảng 28 29 triệu thôi. Hỗ trợ trả góp không thì trả trước luôn. Còn Edge 155 á chị, đây ha, Edge 155 hiện tại em Khang chỉ còn khóa smart key thôi,
giá chỉ từ 39 cho đến 42 triệu, hỗ trợ trả góp là trả trước cho em Khang từ 4 cho đến 8 triệu là mình đã lên hồ sơ được rồi nha. Đây thì em Khang có mở kinh luôn. Đây ha, anh chị em mình hôm trước em thấy kiếm mở kinh cũng rất là nhiều. Mở kinh thì nó khác với cái mẫu Adlet thì sẽ có giò đạp nha mấy chị. Em này hiện tại nó chênh lệch với Ad 150 á thì chỉ khoảng 1 triệu thôi. Giá này hiện tại khoảng 34 35 triệu. Hỗ trợ trả góp thì trả trước cho em Khang khoảng 4 cho đến 5 triệu nha. Đi về phía bên này á mấy chị ha. Cửa hàng phía sau em còn rất là nhiều xe luôn. Phía bên này thì em Khang vẫn có Vigo cho 50 nè. Đây bên này thì có Besit này ha. Besit hôm nay giá dao động tầm khoảng 32 31 32 triệu thôi nha mấy chị. Hỗ trợ trả góp cho anh chị em nào mình quan tâm mấy mẫu này thì chỉ cần trả trước chứ em Khang khoảng 1 2 triệu là mình lên hồ sơ rồi. Phía trong này á thì hôm nay em Khang còn được những mẫu xe sport bike, snack bike ha, như Retman nè, Retman hôm nay giá chỉ 47 triệu thôi nha. Hỗ trợ trả góp trả trước chứ em Khang 7 triệu là mình lấy xe về nha mấy chị. Mẫu này được cái rất là đẹp luôn, đi cà phê rất là ok nha. Không thì anh chị em mình có thể tham khảo những mẫu Grabit Demon 150, giá hôm nay chỉ khoảng hai mấy triệu thôi, hỗ trợ trả góp không phải trả trước luôn. Phía dưới này em còn mở đít 3 xe nha mấy chị. 3 xe mở đít giá hôm nay chỉ khoảng là 35, 36, 37 triệu là anh chị em mình đã có xe ha. Hỗ trợ trả góp thì trả trước cho em Khang tầm khoảng 5 cho đến 6 triệu. Rồi phía bên này sẽ những là dòng xe 50. Hôm nay em Khang thấy có một xe rất là đặc biệt, anh em mình hỏi rất là nhiều ha. Này nó giống Winner V1 lắm anh chị, nhưng mà em này là Winner Supra RTR 150 luôn, xe nhập khẩu Indo ha. Em này hiện tại em Khang đang bán chỉ có khoảng là 34 triệu thôi. Hỗ trợ trả góp trả trước cho em Khang tầm khoảng 4 cho đến 5 triệu nha. Đây nha mấy chị. Phía bên này thì có Sirius thanh lý nè. Đây nha mấy chị, giá tầm khoảng mười mấy triệu thôi nha. Hỗ trợ trả góp thì không bằng trước luôn. Cho anh em nào mình tìm xe đi học ha. Còn những mẫu xe 50 như thế này thì giá dao động tầm khoảng mười mấy triệu là anh chị em mình đã có xe nha. Những dòng xe 50 giá chỉ từ khoảng mười mấy triệu thôi. Là anh chị em mình có mua về cho anh chị em con mình đi học rồi mấy chị. Phía dưới này thì mẫu ghim cũng vậy luôn. Mẫu ghim hôm nay giá tầm khoảng là 18 triệu 900. Đó, cũng bằng quay quay luôn nha mấy chị. Thì mấy mẫu này hiện tại hỗ trợ góp không mà trần chết trước luôn. Xe nào mà dưới 20 triệu anh chị em mình chỉ cần đem theo giúp em Khang cái căn cước công dân thôi, qua bên em Khang lấy xe về nha. Đây thì tiếp theo là những mẫu Sachia. Đây nha mấy chị, Sachia cũng rất là hot nha. Sachia hôm nay giá thì tầm khoảng là 30 32 33 34 triệu là anh chị em mình đã có xe chia rồi. Đây ha, hỗ trợ góp thì trả trước cho em Khang 34 triệu thôi nha. Rồi hôm trước là em Khang thấy có anh chị em mình hỏi là Winner phanh ABS. Đây ha, Winner V3 phanh ABS ha. Giá hôm nay khoảng là 34 triệu, hỗ trợ góp trả trước cho em Khang 4 triệu nha. Rồi đây sẵn đây em Khang quay cho anh chị em mình tham khảo cái mẫu Future giá bên em Khang luôn nha. Đây là Future LED 2020. Em Khang phiên bản là em Khang độ trắng đỏ ha. Em này hiện tại giá khoảng 33 triệu thôi, hỗ trợ góp trả trước cho em Khang 3 triệu nha mấy chị. Rồi thì bên đây cũng còn rất nhiều dòng xe, anh chị em mình có quan tâm thêm mẫu xe nào thì mình cứ để lại bình luận hoặc là liên hệ với số điện thoại em Khang để phần bên góc nha. Hoặc là anh chị em mình cứ nhắn tin lên để em Khang hỗ trợ cho anh chị em mình cùng tham khảo. Thì anh chị em mình có quan tâm thêm dòng xe nào nữa thì cứ liên hệ với em Khang nha. Hẹn anh chị em mình vào video clip tiếp theo. Em Khang xin cảm ơn anh chị em mình đã theo dõi hết video clip này nha. Bye bye anh chị em.